chào mừng các bạn đến với channel Cooly TV. Hôm nay Cooly chơi một con game là game Little Panda Hospital, bác sĩ giấu panda. Vào game thôi. À, cô y tá đang tiếp khách, còn các bạn bị bệnh nhiều quá, bạn hết. Rồi gì tùm lum hết nè, những cái con quái vật nè, mà baby dễ thương. Rồi bạn này chắc cảm sốt hay gì rồi, thử coi. Trời ơi, cào cào trong cháu gì bay đụng tùm lum hết. Giờ phải dùng cái gì để bắt ra đây? Bắt ra mấy con này nè, khúc 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 vô. Cào trong cháu gì bay tùm lum hết. Ghê quá. Tiếp tục. Mình dùng cái này đi. Hay mới làm gì ta? Thử coi mới biết được. No, đây hả? Xịt sao? À, bị nổi cục đỏ. Xịt vô cho nó hết. Đâu nữa bạn? Xong chưa? À, dưới nữa nè, dưới chân cũng bị nè. Quá trời luôn, mấy cục đỏ. Hoàn thành, bây giờ mình tới tiếp tục cái kèm. Cái kèm làm gì ta? Bị sâu răng hay gì gãy răng hả? Nhổ răng luôn. Nhổ răng ra. Bỏ ra. Nhổ mấy răng sâu ra. Mẹ là nhà sao hoàn thành. Bây giờ mình trồng răng. Mình trồng răng gì cho đẹp. Trồng răng này đi. Cho bạn cho đẹp nè. Một cái. Răng dưới cho răng này đi. Đúng rồi, răng dưới là răng này nè. Đẹp chưa? Hoàn thành hai cái rồi. Tiếp tục. Đợi cái này lên. Mình lắp ráp hay coi bộ phận cấu trúc trong não bộ của bạn nè. Lắp mấy cái bánh này lại, bạn mới hoạt động lại bình thường được. Yeah, hoạt động lại rồi. Tiếp tục. Món cuối cùng. Con mắt bị đỏ, xịt thuốc mắt. Nhiễu vô mắt. Wow, gần xong. Ha, à, bẻ khỏe luôn rồi. Yeah, bạn ấy cho mình cái tim quá trời luôn. Ồ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái tim. Tiếp tục, mình sẽ giúp bạn ấy. Sao bạn này bị đóng băng rồi ta? Mình cái búa, đập bể băng ra. Yeah, bạn ấy bị lạnh, uống miếng nước sôi đi. Nước ấm cho hết nó lạnh nào. Tiếp tục, con mắt bị dậy nước. Phải dồn thuốc nhỏ mắt. Bập, một con xong rồi. 1, 2, 3, xong, hai con mắt. Lấy thêm thuốc ra. 1, 2, 3, hết rồi. Hai món xong, bây giờ khám bệnh nha. Khám coi có bị bệnh gì không. Trời ơi, tim đập khủng loạn. Tim đập khủng loạn, trời ơi. Nguy hiểm thiệt. Uống miếng thuốc đi. Để tỉnh lại. Mâm. Thêm một miếng nha. Một muỗng canh, hai muỗng canh rồi. Bạn đỡ hơn chưa? Rồi, tiếp theo. Dạ dày bạn ấy có vấn đề. Mình phải siêu âm dạ dày. Rồi, trái tim nè. Dạ dày có vấn đề. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Trời ơi, ăn không có tiêu hóa. Được rồi, mình xúc bụng nữa cho. Ăn không tiêu hóa mà ăn quá trời quá đất. Trứng ốc la nữa chứ. Cơm chiên, trứng ốc la, xúc xích, bánh mì, cà rốt, quả táo, dở nữa trời ơi. Sạch bụng rồi đó. Bạn khỏe rồi. Bạn hãy cho mình 5 trái tim luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Cảm ơn bạn nha. Tiếp tục nào. Bạn nhớ đi, hết trời lâu rồi. Green frog monster's heart beats very slowly. Bạn ngất bị gì ta? Giật cái áp coi. Nạp điện cho bạn ấy, cho bạn tỉnh lại. Tiếp tục. Hô hấp, hấp oxy. Bơm oxy vô. Bơm oxy vô cho bạn ấy thở lại. Bạn ấy bị bệnh nặng lắm rồi. Wow, bạn ấy đã tỉnh rồi. Tiếp đến, hay bôi thuốc cho bạn ấy.
chicken pot. Bò thuốc mấy chỗ sưng nè, sưng tấy. Rồi, gặp bông đi. Các bạn hãy xem này hay, hãy bấm like, share và đăng ký channel Cu Lì TV nha. Mình xem bộ phổi thôi. Phổi bạn ấy có vấn đề, hai lát phổi có vấn đề. Rồi, mình xem coi. Trời ơi, bị sưng lên luôn. Bụi nữa. Bụi bám nhiều quá à. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho nó bớt sưng lại. Một chảo cuối cùng. Xong. Tiếp tục xem bàn chân của em. Vi khuẩn quá. Vi khuẩn quá trời. Bàn chân mà vi khuẩn không. Dùng thuốc sạch chân. Sạch con trùng. Con trùng cút đi. Hoàn thành. Bạn ấy đã khỏe. Mẹ cho mình 5 trái tim. Tiếp tục, bạn cáo bị gì đây? Chạy nước mũi gớm quá. Xe lỗ tai có bị gì không? Trời, lỗ tai có bị khuẩn quá trời luôn. Ghê quá. Vi khuẩn hả? Vi khuẩn. Trời ơi, con này bự quá nè. Mẹ này bị sốt. Mình phải xem coi hạ nhiệt hay gì đây. Phải tìm của bạn ấy có vấn đề. Cuốn họng chứ. Cuốn họng có vấn đề. Bây giờ mình gắp cái này ra thì ra là làm sao đây. Gắp cái lon nước ra. Lon nước kẹt ngay cổ họng của bạn ấy. Xong hoàn thành. Còn nữa hả? Cái đinh nó ra trời ơi, cổ họng gì đâu mà quá trời. Tảng băng nữa. Xong chưa? Còn một món nữa. Cái cúc áo. Hoàn thành rồi, đâu còn nữa đâu. Tiếp theo. Bạn ấy bị sốt, còn bao nhiêu độ đây? 38 độ C. Quá nóng rồi. Lau nước mũi chứ. Nhầm, vì nhà điện lau chén. Bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình băng lên đầu cho bạn ấy hạ sốt. Đỡ rồi, rồi dùng đi. Cuối cùng là cái kìm. Kìm để làm gì đây? Giăng sâu nữa, gớm quá. Các bạn này giăng sâu nhiều quá. Sao bạn ấy đau, bạn ấy khóc nhè. Rồi bỏ đi. Chồng răng. Chồng răng này chó đẹp. Bạn ấy đã khỏe. 5 trái tim. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo. Mở được level 20 rồi. Mình sẽ mở level 20. Bạn này bị gì đây, sức khỏe nặng. Mình xem coi bé bị gì. Bị đông đá rồi, lấy búa đập tiếp. Uống miếng nước ấm đi. Tôi tỉnh. Tiếp tục soi đường ruột bạn ấy. Đây, đường ruột bị hư. Vi khuẩn nhiều quá. Vi khuẩn quá nhiều luôn. Xong. 6 con vi khuẩn rồi. Đường ruột sạch sẽ. Và các bạn ơi, Cu Lì chơi xong game này nữa, Cu Lì nghỉ nha. Hẹn gặp lại các bạn những video lần tới. Các bạn thấy game này hay, hãy bấm like, share và đăng ký channel Cu Lì TV.
dán băng dán. Hạ số. Tiếp theo. Sao lỗ tai bị gì đây? Let's find the germs together. Một con vi khuẩn. Hai con luôn. Đây có một con nữa. Hết rồi, mày khỏe chưa? Khỏe rồi, yeah, hôn mình luôn kìa. Các bạn ơi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Chào tạm biệt. The monsters are sick. Let's examine them.